Hiện tại luôn ở nhà thờ Đức Bà và chắc là hôm nay luôn sẽ làm clip ở đây ngắn ở đây thôi, vì cái dung lượng của điện thoại cũng có hạn và đây cũng là một clip đầu tiên của Linh. Thì Linh còn cũng có phần khó khăn. Hiện tại thì đường cũng còn khá là vắng và khá là tối, mặc dù là 6 giờ mấy hơn rồi. Ở đây thì có cô bán báo này. Tôi sẽ đi dọc cái con đường này qua tới bên phía bưu điện hết. Mọi người cũng đi nào, đi qua đường thôi. Đường Sài Gòn hôm nay thì khá là lạnh luôn á, cứ cảm giác là ở Đà Lạt, nhưng mà thật sự thì rất là thích, luôn rất là thích cái cảm giác lạnh lạnh này của Đà Lạt. Đi qua đường nào. Nói chung thì luôn ở đây cũng khoảng 20 mấy năm rồi, hồi nhỏ rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên luôn cảm giác ở ngoài này mà buổi sáng sớm ấy, không nghĩ đến nó là yên bình như thế. Ở đây thì cũng có khách du lịch rồi, mỗi khi buổi chiều tối thì ở đây rất là đông và vắng thiệt, tôi không nghĩ là vắng tới mức đó luôn. Khách du lịch thì bây giờ có khá là đông. Đi qua đường nha. Còn chưa có gì ở đây cả, ngoài một số người đang ngồi đây để tôi không biết. À, ở đây là cái khu vực thành phố, chắc ai cũng biết rồi. Có rất là nhiều du khách ở đây. Okay. Hình như là người Nhật ấy, Nhật Bản. Hiện tại thì bây giờ chắc là cũng khoảng trên 6 giờ rưỡi sáng rồi, thì mọi thứ sáng sủa hơn lúc nãy nhiều. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng nữa, hết cái vòng của thị trấn Đức Bà qua tới từ phía bên kia. Ok, let's go. Ok, ở đây là con đường sắt, thì khoảng 9:50 đông, còn bây giờ khá là vắng. Không nghĩ là hôm nay lại vắng đường như vậy, thì mỗi khi tôi nghĩ thì ở đây sẽ có tập thể dục hay cái gì đó, nhưng mà chắc là mình gì nè. Phía dưới là cái Dinh Độc Lập đấy, thì mọi người chắc ai cũng biết khu này rất là rõ rồi, nhưng mà quay cho đột quận xe cộ bắt đầu đông hơn rồi. Xưa thì buổi tối á, thì tầm chiều buổi tối thì ở khu này rất là đông người ngồi, nên về sau này sau khi mà cái khu này nó mở lại thì nó khá là vắng. Cái thằng đi lại chỗ này thôi là mình chuẩn bị cho cái khu vực mới nha. Không sợ thì là chỉ có đi, không sợ thì cũng đi thôi. Tại vì cái thằng là không lo được. Các bạn ở đây cũng có thể gặp khá là nhiều cửa hàng, có thể là luôn sẽ ngồi để uống một ly cà phê thì luôn sẽ đi tiếp. Em bây giờ bắt đầu đông hơn trước, giờ này là do mọi người đi lễ ngày thờ về, thì một người đi cũng khá là đông, nên luôn thì cũng khá là mệt mỏi. Chúng sẽ đi lễ cà phê ở lúc đêm thôi. Bây giờ thì sáng rồi, nên sẽ đi qua thăm dòng nữa, tại lúc này luôn đi phải đi sớm, cho nên còn chỉ là ở đây cũng chưa có cái gì đâu. Bây giờ thì khá là đông, sau khi lúc nào mình cũng không nhận mà đi lễ ra thì không. Và các bạn
là mọi người đi tour và đại lễ chụp cũng có, đi lễ cũng có. Trời, đây có rất là nhiều. Ở đây là đây rất là có rất là nhiều chụp một con. Vì đây là chụp một con hoang mà để cho ăn hồi xưa cho nên tụi tập ở đây không. Smoking, no cooking, no hot. I keep fucking on your bitch, yeah, that.